Có lẽ chưa có thời điểm nào tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung lại chịu sự tác động thiên tai nhiều đến thế. Từ đầu năm đến nay, hạn hán, úng lụt, lốc xoáy, sương muối, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi trên địa bàn, làm nhiều gia đình thiệt hại nặng nề với tổng thiệt hại ước tính trên 12 tỷ đồng. Sự tác động của các hình thái khí hậu khắc nghiệt không những ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế xã hội mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm sinh lý của phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người nghèo, người bị bệnh hiểm nghèo. Cũng như nhiều gia đình khác, gia đình chị Phạm Thị Lý chỉ có 2 sào đất trồng lúa và trên 3,5 sào đất ven sông trồng hoa màu. Đất ít, chồng chị phải đi làm thuê. Này lại phải chịu cảnh mất dần diện tích do sạt lở trong thời gian dài, làm chị hết sức lo lắng. Mỗi một năm mà ấy cát nó lở đất thì ruộng nương chúng tôi cũng nứt lẻ hết, cũng sụt hết xuống sông, xuống biển hết, cũng không có làm gì được. Chúng em đi là không có đi đâu được nữa, tại vì là dân tình ở đây toàn nghèo khó, tiền không có tiền mà mua ra chỗ khác để đi lại. Với những hộ dân sống tại nơi này, nỗi lo không còn đất sản xuất có lẽ chưa bức xúc bằng việc phải chịu tiếng ồn do khai thác cát trái phép ngày đêm và phải dùng nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dân số huyện Đà Tẻ, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc các bệnh phụ nữ hiện trên 41%. Tại vì dân họ khai thác cát quá nhiều, cho nên là cũng ảnh hưởng đến đời sống, môi trường với lại nước sinh hoạt trong gia đình đấy. Và cũng ảnh hưởng đến vệ sinh của chúng tôi, phụ nữ của chúng tôi ở đây này. Đấy, sức khỏe của con cái cũng không được ổn định cho lắm. Nguồn nước sạch của dân chúng tôi ở đây đấy, cũng bị viêm nhiễm phụ khoa rồi, cũng ảnh hưởng về sức khỏe của con em. Tôi muốn chính quyền địa phương quan tâm cho thôn chín xã Lào Kho nhiều hơn và cho chị em để sống cho nó làm sao mà không ảnh hưởng mà đi lại môi trường và tất cả xung quanh đây sống cho nó yên tĩnh một tí. Dù bị tác động hàng ngày hay đột ngột thì thiên tai vẫn ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của con người. Hình ảnh người mẹ với 2 đứa con nhỏ, một mới 4 tháng tuổi và một 4 tuổi, chới với kêu cứu trong ngôi nhà đầy nước, chắc sẽ rất khó quên trong tâm trí nhiều người. Nếu không kịp thời cứu, số phận của họ như thế nào không ai có thể lường trước được. Bởi thế, quan tâm đến phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người cao tuổi, rà soát các chính sách và luật pháp liên quan tới việc giải quyết các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên, thiếu niên, thực hiện tuyên truyền vận động hỗ trợ cho các hoạt động thu thập thông tin và thực hiện báo cáo với các cơ sở dữ liệu, phần theo giới tính và tuổi trong các phòng khám và cơ sở y tế là công việc hết sức cần thiết nhằm chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình một cách tốt nhất, thuận lợi nhất cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai. Chúng tôi rà soát thống kê lại cái số lượng mà hội viên phụ nữ, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo trong cái khó khăn trong cái đợt thiên tai vừa qua, thì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi cũng kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh khoanh nợ cho cái đối tượng này. Cái thứ hai nữa là một số cái chị em mà có cái mưa đá lốc xoáy và mất nhà đó, thì chúng tôi cũng có cái chương trình là vận động quyên góp hỗ trợ sửa chữa nhà, rồi cái chương trình mái ấm tình thương. 6 tháng đầu năm thì cũng đã là hỗ trợ được 30 mái ấm tình thương. Cái số tiền hỗ trợ cho phụ nữ, cho chị em bị thiên tai trong cái đợt vừa rồi đó là trên 230 triệu đồng. Để ứng phó kịp thời thì thứ nhất cũng phải đưa ra khảo sát thống kê, cập nhật vào cái hệ thống thông tin dữ liệu qua tổng tra trước đây để mình xác định xem cái lượng phụ nữ, trẻ em, thanh niên, thiếu niên tại vùng thiên tai thường xuyên được tiếp cận với hỗ trợ dịch vụ như thế nào, để mình sẵn sàng có những cái cơ sở dịch vụ để tiếp cận với các đối tượng khi xảy ra thiên tai. Cái thứ hai, như cục dân số cũng đã xác định đối tượng mà để tuyên truyền vận động đầu tiên là phải thanh niên, thiếu niên. Đây là nhóm đối tượng cũng dễ bị tổn thương và đảm bảo làm sao cho cái cơ cấu dân số vàng, nguồn lao động của tỉnh để tránh càng sớm được cái gọi là giảm hóa dân số. Bằng sự sẻ chia và trách nhiệm của mình,
các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe, nhất là các đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng của thiên tai. Tuy nhiên, đây chỉ là các hoạt động giải quyết các vấn đề trước mắt. Còn về lâu dài, rất cần sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, kiên quyết xử lý nạn ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên trái phép, gây sạt lở đất, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường để hạn chế thiên tai. Chỉ khi hạn chế được tác động của thời tiết khắc nghiệt, con người nói chung và phụ nữ nói riêng mới có điều kiện chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, thuận lợi nhất để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.